này còn dữ hơn quả bom của Nga nữa. Quả bom này chết tới trên năm cõi luôn. Thì có một số người cũng chưa biết đó chú Tư. Bởi vì cái này nói sự dẫn lý, mà thí dụ như quý vị có tu mà quý vị qua được cái cõi tiên đi nữa quý vị cũng chết à. Nguyễn Lãnh buông cái trái bom này ra quý vị cũng chết à, chứ quý vị không có sống nổi. Rồi quý vị có qua cõi trời hay cõi tứ thiên vương hay cõi nhân hiền rồi này kia thì quý vị cũng chết rồi. Bởi vì trái bom Nguyễn Lãnh chế là chết tới năm cõi Rồi. rồi. Còn hơn trái bom Rồi nghe chỉ có chết này ở Nga. trên đất đó. Bữa nay là ngày 28, là cũng sắp sửa cuối năm để 2 3 ngày nữa chúng ta bước qua năm mới. Thì năm mới đây không biết nó có được bình an hạnh phúc hay không, nhưng mà còn là có 2 3 ngày nữa à, thì chắc có lẽ quý vị cũng chưa thấy gì đâu ha. Tại vì quý vị giờ mà cạn quá cho nên quý vị không có thấy. Để Nguyễn Lãnh nhắc đi nhắc lại cho cô bác anh chị em mình để cũng như hâm nóng vậy, hâm nóng tới hâm nóng lui, để cho cô bác anh chị em mình để biết, để mà lo tinh tấn tu hành. Thì xin thưa với bà con mình, cái năm cũ đã sắp sửa qua thì năm mới sẽ bước tới. Thì đầu tiên cũng xin cầu chúc cho cô bác anh chị em đồng đạo trong nước và ngoài nước được bình an hạnh phúc, được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát đạt, rồi bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, chuyện lành đem đến, chuyện dữ đem đi. Và không biết nói gì hơn, thì Nguyễn Lãnh có những câu để cầu chúc cho quý vị để được cũng như một món quà năm cũ bước qua năm mới, để thưởng thức rồi để theo dõi cái đề tài sau này, rồi mình sẽ tu hành tinh tấn quyết tới nha quý vị. Thì trong cái phần này đó thì cũng có nhiều bà con cũng điện về hỏi Nguyễn Lãnh thì tu như thế nào để được sống đời thượng nguyên, rồi tu như thế nào để được giải thoát, rồi tu như thế nào để cho đạt kết quả đó. Thành ra để từ từ Nguyễn Lãnh sẽ chỉ cho quý vị. Thì bữa nay là ngày 28, thì cái ngày nay đó, nếu mà nói về nhân quả đó, thì cái ngày nay là quý vị tính coi bao nhiêu loài vật chết để cúng kiến rồi để ăn nhậu trong ngày nay. À, rồi chiều nay quý vị sẽ lãnh lấy cái hậu quả liền trong đêm nay. Là hậu quả đó, hậu quả gì? Hậu quả quý vị sát sanh nó gây ra. Bởi vì quý vị sát sanh, quý vị là bữa nay là cúng kiến ông bà, sát sanh hại mạng, cúng kiến ăn nhậu vô. Rồi chiều nay cái hậu quả nó sẽ đem đến cho quý vị liền. Bởi vì cái câu có thường nói là đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Nhưng mà chiều nay trả báo gì mà Nguyễn Lãnh nói khơi khơi chưa hiểu được thì để quý vị theo dõi nha. Bởi vì chiều nay quý vị một số thì bằng gà, bằng vịt nè, rồi bằng heo nè, bằng bò nè, bằng chó nè, bằng trâu nè, bằng đủ thứ trên con này con kia để cúng kiến để ăn nhậu. Thì trong cái quan hồn đó chiều nay nó sẽ báo quý vị hiện tiền luôn, là
quý vị sẽ nhậu vô rồi quý vị sẽ cự lộn, quýnh lộn nè, rồi quý vị đâm lộn, chém lộn nè, rồi quý vị đi chạy xe bị đụng nè, nào chết nào bị thương nè, là trong ngày nay cho tới ngày mùng 3. Thì xin báo cho quý vị rõ là quý vị sẽ gặp một cái đại nạn khủng khiếp, là do nơi nhân quả hiện tiền. Cho nên khuyên quý vị mình á, bớt cái sát sanh lại, đừng có sát sanh mà cúng kiến như vậy đó, cái đó là cái mê muội. Bởi vì cái con vật nó cũng muốn sống, ông bà mình có đòi ăn hồi nào mà mình đi sát sanh hại mạng như vậy, rồi quý vị nhậu vô rồi chiều nay quýnh lộn quýnh lạo rồi, hay là nhập viện, ngày nào kẻ chết kẻ nhập viện tùm lum trên, rồi nào là dịch bệnh nó sẽ tấn công quý vị rất trầm trọng tới nữa, rồi nó dồn cho quý vị, nó dồn là nào là cảnh không tiền không bạc, nó dồn tứ sự hết trơn, là chiều nay cho tới ngày mùng 3. Thì xin thưa với quý vị mình nên giảm bớt lại để lo tu đi, chứ đừng có chạy theo sát giết ăn nhậu quá, rồi cái hậu quả nó sẽ tấn công mình sẽ khổ. Rồi nào là chết, rồi nào là bị thương gì đây, tới chiều nay cho tới ngày mùng 3 xin báo cái tin này cho quý vị, để quý vị nhận thức thấy coi có không nha. Dạ, cảm ơn chú Tư đã gửi những cái thông điệp rất là quan trọng. Thì thật sự thật là như vậy chú Tư ơi, thầy đã cấm mình không nên uống rượu, thì uống từ từ cái chỗ uống rượu mà sẽ gây ra những cái chuyện kia. Dạ thì chú Tư ơi, bây giờ hiện giờ bà con về, con thấy hiện giờ là rất đông, đang karaoke, rồi đang cờ bạc, rồi đang đá gà, rồi đang bu lại rất là đông. Vậy rồi có phải là nguy hiểm trong cái đợt dịch này nữa không chú Tư? Thì nào là dịch bệnh nó sẽ tấn công, rồi nào là cái thời này đó là cái thời suy quỷ lỏng, yêu cầu quý vị nói chỉnh tiếng nói thôi, là kể như nó không có tha quý vị rồi, dù cho anh em ruột hay hoặc bạn bè, trừ ra cái người tu á, cái người đạo đó, người ta hiểu, người ta mới có thể từ bi với nhau thôi. Chứ còn cái dạng mà không có tu đó, yêu cầu chỉnh tiếng nói thôi, rồi từ cái chuyện nhỏ nó xảy ra cái chuyện lớn, có thể đâm lộn giết chết với nhau rất là mau lẹ và cực kỳ luôn. Cũng vì cái lời nói, cũng vì quý vị chứa cái tâm hung ác không, cho nên thời này quỷ nó giục quý vị mà quý vị không biết. Nó giục quý vị là kể như là nó làm cho quý vị là nóng nảy, rồi nghe là không chịu thua ai hết. À, nó khiến cho quý vị nghe là làm những cái chuyện là bạo tợn vậy đó, đặng cho lợi gan lợi ruột gì đó. Nhưng mà khi nghe là mình đã vi phạm rồi thì mình ăn hận thì rồi, thì cái chuyện nó đã rồi hết rồi, thì mình sẽ vô tù. Mình sẽ vô tù thì lúc đó là vợ con ở nhà, cha mẹ ở nhà đau khổ, rồi con cái đủ thứ trơn. Cho nên vì vậy mà khuyên quý vị nên là tỉnh trí lại, rồi ráng lo tu. Mấy cái ngày nay đó là Đức Phật, Đức Thầy đâu có dạy mà để sát sanh hại mạng, mà để cúng kiến ông bà gì đâu. Rồi cái ngày mùng 3 cũng vậy, sát sanh hại mạng gì, tàu tống gì, trôi nhóc ở ngoài sông trên. Tôi một lần tôi còn đi ghe đó, là tôi nói thiệt quý vị, là tôi chạy ghe là tôi đụng chìm ra. Tôi ghét mấy cái vụ mà tàu tống rồi lắm, chạy ghe là tôi đụng chìm ra. Cái đó là cái dị đoan mê tín mà mình đã gây thêm một cái hậu quả. Hỏi chứ quý vị nghe là quý vị không có làm thiện, quý vị không có tu, rồi cái thiện cái phước ở đâu mà tự nhiên nó có mà nó đem lại cho quý vị hưởng? Mà quý vị làm cái chuyện đó là cái chuyện ngông cuồng vô ý thức, dị đoan mê tín.
Bây giờ quý vị muốn làm giàu hoặc quý vị muốn phước, quý vị muốn cái đức có, tôi chỉ cho quý vị ra. Quý vị tu đi, rồi quý vị thương người mến vật đi, rồi quý vị phóng sanh, thả chim thả cá, quý vị làm phước đi, rồi quý vị trốn bây giờ cái phước nó cũng đeo theo quý vị. Quý vị khỏi kiếm vậy chứ. Còn hỏi với tối ngày không tu, không làm phước gì ra rồi đi cầu phước. Tối ngày lo là ăn nhậu sình sàng rồi là muốn chiều nay đặng cho chúng đặc biệt. Quýnh số rồi muốn chiều nay chúng đặc biệt, mà hỏi chứ không có miếng phước miếng đức nào trơn, hỏi chứ đâu phải dễ ăn được. Cho nên phiên quý vị mình nên tỉnh trí cái đó lại, mà đức thầy đã làm rồi. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian. Để sau coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Chứ phải chi mà cái đó mà dễ ăn thì đức thầy biểu mình làm rồi. Tại sao đức thầy đã cấm? Là vì cái đó nó khó ăn mà nó còn là bị tội nữa. Cho nên trời Phật mới cấm. Biểu mình là phải sốt sắng, cần kiệm, lo làm ăn. Bởi vì mình cần kiệm, mình lo làm ăn thì không thể nào mình đói được. Mà mình còn có thể dư được chút đỉnh để mình làm phước. Rồi từ cái phước nhỏ nó mới có cái phước lớn. Thì quý vị mới được sung sướng, mới được hưởng. Hỏi quý vị chứ tối ngày thì không là biết niệm tiếng Phật nào. Không có tu ngày nào, không có làm phước, đồng bạc, đồng xu nào trơn mà. Mà ngồi nhịp nhịp dò chờ quýnh số chiều nay chúng đặc biệt đang xài cho đã. Ví dụ đó không có đâu, xin quý vị nên suy nghĩ kỹ lại đi. Cái đó không có nhịp dò chờ chết đó chứ. Bởi vì nhiều khi tôi thấy quý vị, tôi thấy tôi tội nghiệp mà không biết làm sao mà nói cho quý vị nghe. Để tôi kể qua cái chương trình này khúc cho quý vị nghe. Cái tấm vé số mà chúng đặc biệt đó là xin thưa với quý vị đưa cho tôi, bây giờ tôi chưa mua nữa. Là lý do gì? Lý do là cái đồng tiền đó quý vị chúng được một tấm, được 1 tỷ mấy 2 tỷ, quý vị biết bao nhiêu người đau khổ trong đó không? Rồi từ cái chỗ đó mà quý vị xài hết cái đồng tiền đó rồi, từ đó tới sau quý vị nghèo sơ, nghèo sát, nghèo tàn, nghèo mạt luôn. Cho quý vị hay. Tại quý vị không có hiểu, quý vị không có biết. Rồi quý vị ham tính khơi khơi không à. Quý vị thấy mấy cái người mà trúng số rồi đó, chắc có lẽ quý vị thấy đấy. Trải qua mười mấy hai chục năm sau lại cái người đó tàn gia chu lục hết ra. Có người nào khá không đâu quý vị nhìn coi. 100% vậy đó. 10 người nhớ 10. Cho nên vì vậy mà thôi, để tôi chỉ cho quý vị. Quý vị không cần tiền nhiều. Yêu cầu quý vị cần kiệm lo làm ăn. Kim chỉ. Rồi quý vị dư được 5 ngàn, 10 ngàn quý vị làm phước lay rai đi tôi. Rồi quý vị dư được là 100 ngàn, 200 ngàn vậy đó. Quý vị nhín ra quý vị mua cá, mua chim rồi thả. Mình có ít mình làm ít, có nhiều làm nhiều. Thì quý vị làm lai rai vậy đi, rồi quý vị là ăn hiền ở lành, quý vị niệm Phật lai rai, rồi tôi bảo đảm quý vị sống 100 tuổi quý vị chưa chết. còn này tối ngày làm ác không rồi bắt đầu là hậu quả nó tới rồi, đau bệnh, nào là đau bệnh, rồi nào là sắp sửa hết phước. Bởi vì khi mà mình đau là tất nhiên mình sắp sửa mình hết phước rồi, quý vị không biết. Thì cơn đau nó siết mình trong thời gian 1-2 tháng hay hoặc là năm nửa năm là nó siết mình, nó lụm mình luôn. Là tất nhiên mình đã hết phước. Mà cái điều đó, đó là Đức Thầy đã báo cho mình biết rồi. Cõi âm thần bệnh sói dịch ôn, chờ mãn phước ra tay vẽ hồng. Mình sống đây là mình còn được chút phước đó. Còn mình hết phước rồi, nó xô mình lật ngang rồi, nó hốt mình cái rồi. Dễ ạ. Cho nên mình sống mà mình muốn mình được sung sướng, được giàu có, được trí huệ thông minh sáng suốt, là quý vị phải thường cúng lại, niệm Phật, dâng bông cúng Phật. Rồi quý vị phóng sanh thả cá. Quý vị giúp đỡ cho mấy người nghèo từng đồng tiền chén gạo. Thì từ cái công đức đó rồi từ từ mặc sức quý vị hưởng. Quý vị mặc ít mà được được nhiều. Bởi vì là mình ăn hiền ở lành có phước rồi thì trời cho mình. Mặc ít được nhiều.
Quý vị đừng có sợ vụ đó, bởi tôi thấy nhiều vị đó hen, mặn là kêu bằng là phơi sương dầm nắng, cần kiệm kêu bằng đồng tiền đồng bạc coi như bằng bánh xe hơi, không có cho ai đồng bạc xu nào trơn, nhưng mà sống với cái cảnh sống rất là cần kiệm, là kiêm chỉ vậy lắm. Nhưng mà còn quý vị còn dở cái là quý vị không có làm phước, quý vị không có làm phước rồi là cái như quý vị sẽ cực hoài, cực cho tới chết, mà quý vị một đồng cũng vẫn có một đồng chứ không có được hai đồng. Bất quá quý vị kiêm chỉ thì quý vị được sống trong cái thời gian như vậy thôi, chứ quý vị không có dư. Quý vị nhín ra đi, nhín ra 5.000 10.000 vậy đi, giúp cho ở xã hội đi, rồi là cái phước đó, cái đức đó, rồi mặc sức quý vị hưởng. Tuy là không thấy thì đâu có mắt đâu sợ. Cũng như tôi đó, là quý vị thấy không, tài sản của tôi, tiền của tôi, tài sản của tôi nói gì là hàng tỷ luôn đó, chứ phải đâu phải không có đâu. Nhưng mà tôi còn cho anh ta hết cho hết trơn, tôi đâu có màng đó. Yêu cầu tôi có là tôi có, là tôi chưa đủ sống, mà còn nhiêu tôi dư tôi cho hết trơn. Cho nên tôi sống bây giờ rất là khỏe, ít mặn nhưng mà sống phải re. Mà Đức Thầy đã cho mình biết rồi, là miễn làm sao cho được ngày hai cơm tẻ thôi, buổi bằng hàng đặng có tu thân, chứ cặn chi tiền nhiều quá rồi mất công giữ nữa, rồi mất công lo nữa. Yêu cầu có đủ sống Này hoài, giữ hơn quả bom của Nga nữa. Quả bom này chết tới là trên năm cõi luôn. thì có một số người cũng chưa biết đó chú Tư. Bởi vì cái này nói sự dẫn lý, mà thí dụ như quý vị có tu mà quý vị qua được cái cõi tiên đi nữa, quý vị cũng chết à. Nguyễn Lãnh buông cái trái bom này ra quý vị cũng chết à, chứ quý vị không có sống nổi. Rồi quý vị có qua cõi trời hay cõi tứ thiên dương hay cõi nhân hiền rồi này kia thì quý vị cũng chết à, bởi vì trái bom Nguyễn Lãnh chế ra là chết tới năm cõi Rồi. rồi. Còn hơn trái bom Nga chỉ có chết ở Nga trên trời đất, đất địa của nó thôi ha. nhưng mà cái trái bom của Nguyễn Lãnh chế ra đó là khỏi cần khói mà khỏi cần miễn, yêu cầu buông ra là quý vị chết rồi. Để tôi kể cái chết cho quý vị, cho quý vị nghe, chứ nếu không nói cái chết thì quý vị không không thấy được, quý vị không tin. Trừ ra là quý vị là về tới cõi cực lạc là quý vị mới tránh được cái trái bom của Nguyễn Lãnh buông ra thôi, chứ quý vị còn ở các cõi khác là quý vị chết hết, trừ ra cõi cực lạc mới tránh này, mới tránh được cái quả bom này. Thì bữa nay xin nhắc lại cái quả bom này là cực kỳ, dù cho quý vị có tu mà quý vị được về cõi tiên, được cõi trời, cõi nhân hiền hay hoặc cõi tứ tứ thiên dương rồi này kia thì quý vị cũng chết. Là vì cái lý do chết đó, là lý do gì mà quý vị chết, là vì quý vị còn cái hạt giống sanh tử, thành ra quý vị chạy không có khỏi cái trái bom Nguyễn Lãnh buông ra đâu, buông ra là quý vị chết rồi. Trừ ra quý vị dứt dứt hết tất cả những cái hạt giống sanh tử là quý vị mới sống thôi, chứ còn là quý vị chết rồi. Đâu Nguyễn Lãnh nói quý vị suy nghĩ có phải không, bởi vì khi mà quý vị mà được tu rồi, quý vị được về cõi tiên đó, thì quý vị về đó là quý vị chỉ hưởng phước thôi, quý vị vẫn còn danh lợi tình, thì quý vị hưởng hết phước thì quý vị chết, chứ rồi khỏi cần buông quả bom này ra quý vị cũng chết. Có phải vậy không, khỏi buông quả bom này ra quý vị cũng chết. Mà dù cho quý vị ở cái cõi chẳng hạn như cõi trời hay cõi tứ thiên dương nhân hiền rồi này kia thì quý vị hưởng hết phước thì quý vị cũng cũng chết, cũng rớt xuống nữa, tại vì nói sự dẫn lý cho quý vị nghe vậy thôi, chứ trừ ra quý vị là dứt hết những cái hạt giống sanh tử mà quý vị về được cái cõi cực lạc là quý vị mới hết chết, mới hết khổ. Mà Đức Thầy đã cho biết là về cực lạc mới là hết khổ, chứ còn ở các cõi khác là đều còn khổ, còn chết hết. Cho nên vì vậy mà quý vị nên theo dõi, rồi những cái phần nào mà không hiểu đó, là cứ việc điện thẳng về Nguyễn Lãnh, rồi Nguyễn Lãnh sẽ chỉ thêm cho quý vị, rồi Nguyễn Lãnh sẽ cổng quý vị, sẽ dìu quý vị, sẽ đi tới bến luôn. Quý vị đừng có ngại, đừng có ngại điện về Nguyễn Lãnh, không bắt này, bắt máy này đừng ngại, trừ con cái là kẹt máy hay gì thôi, chứ nếu không kẹt máy là bắt chân.
sẽ dìu dắt bà con cõng rồi sách rồi mang gì tứ sự trơn, dứt khoát là phải dìu bá tánh đi cho tới bến hết. Xin cảm ơn chú Tư. Dạ thì kính thưa chú Tư, câu hỏi tiếp theo của em cháu, trong những ngày cuối năm này thì xin hỏi chú Tư là trước khi mà nó xảy ra một cái sự việc gì đó là nó phải có một cái điềm báo đúng không chú Tư? Chứ không phải là nó dưới nữa là nếu mà nó kết thúc luôn cái cuộc cái trái đất 67 này thì nó phải duy trì trong cái cuộc tẩy trần đó là trong chu kỳ 12 năm đúng không chú Tư? Rồi con nghe mấy chú nói vậy không biết phải gì không, chú Tư cũng trình bày ví dụ như là nó muốn tiêu diệt hết thì phải chu kỳ phải từ năm Sửu rồi năm Dần rồi năm Mão phải tiêu diệt từ 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 vậy đúng không chú Tư? Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái phần này cũng xin nói với bà con mình và cộng đồng kể như nói chung, thì cái quả địa cầu này trước sau gì nó cũng phải tận diệt rồi, nhưng mà không sớm thì muộn. Mà bây giờ nói mà quyết định cái năm đó thì nói không được, ở đây tôi biết chơi nhưng mà nói không được. Thì bây giờ quý vị mình gắng tu đi, gắng tu đi rồi từ từ tới biết chăng. Bởi vì nó còn lọc lừa sàng sảy, rồi chọn những cái người hiền đức xứng đáng mới được còn lại. Còn những cái thành phần một là không tu, hai là dích tỳ này kia là tiêu trên rồi, bắt đầu mới là còn cái hột gạo cội không, rồi bắt đầu mới là đi vào cái kết cục, còn nhiều giai đoạn lắm. Cho nên chủ yếu là bà con mình ráng lo tu đi, ráng lo ăn chay niệm Phật rồi cúng lại hai thời, rồi ăn hiền ở lành, ráng nhẫn nhục, ráng là tha thứ lẫn nhau, thì cái điều đó là quý vị sẽ được 100% là quý vị sẽ được làm dân Phật quốc rồi, chứ không có gì quý vị phải sợ trên yêu cầu làm ấy gì đi. Dạ thì kính thưa chú Tư thì cái thời buổi Hạ Quân Mật Pháp này mà con thấy bây giờ đó là hầu như là khoảng chừng là 7-8 giờ là đóng cửa đó, rồi thêm nữa là ví dụ như mình có tai nạn gì ở ngoài trước cửa mình thì ở bên kế bên nhà cũng không mở cửa ra nữa đó, còn hay là chuyện thứ ba đó là vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau, cái cuộc sống sao bây giờ nó kỳ quá chú Tư, chú Tư cũng sẽ chỉ giải cái phần đó giùm. Cái đó là cái báo hiệu cho đời tận diệt, cho nên là bây giờ đó thì vợ chồng á, tuy là sống thấy như vậy chứ đâu có bình yên hạnh phúc gì đâu, ở ngoài mặt thấy vậy đó. Cũng như bữa đó mà tôi ghé vô cái quán mà đó mà tôi nghỉ mà tôi uống nước hen, là bà vợ ông đó chửi ông đó mà tôi thấy tôi nóng ruột. Tôi nói gặp tôi chắc tôi vố quá. Chữ còn thua con nữa, mà ông kia công nhận ông cũng hiền, cũng ngồi làm tin à. Vậy là ông hay rồi chúng tôi. Cho nên cái lý do đó đó để nói cho quý vị nghe, bởi vì cái thời kỳ này mà nếu cái người nào mà không tu đó là cái tánh ma, cái tánh quỷ nó lộ lên trên, nó lộ, nó xuất hiện rõ ràng trên, tại quý vị không có thấy, quý vị không có tu rồi quý vị không thấy. Bởi vì quý vị không tu đó là quý vị đồng nghiệp với ma, thành ra là ma nó dở tuồng quý vị đâu có thấy, chứ tụi tôi thấy trơn à, bởi vì tụi tôi khác hệ nó, cho nên nó múa lửa sao tụi tôi thấy trơn. Cho nên vì cái chỗ đó mà mới nói lên để cho bà con mình biết, để ráng cẩn thận nhẫn nhục rồi lo tu. Quý vị lo tu đi, từ từ quý vị thấy trơn à, tôi chỉ cho quý vị thấy trơn. Bởi vì thời kỳ này đó là con Phật Phật dắt, con ma ma dắt, con quỷ quỷ diều, đâu nó về đó hết trơn. Hễ nay tôi hỏi quý vị chứ hồi cái đời mà cha mẹ mình á, hồi đời trước nữa là cỡ khoảng 5160 đồ 70 rồi đó, là quý vị so lại với cái thời kỳ này nó khác là kể như 100% luôn. Đàn bà gì bây giờ nổi lên nhậu cơ bằng ốc nổi luôn, nó nhậu mà nó bằng quần xà lỏn mà nó nói chuyện trên mây dưới gió gì không. Bay cây lúng làm gì làm đó. Cho nên cái đó đó là cái xuất hiện cái tánh ma, bởi vì con ma thì ma dắt, con quỷ quỷ diều, con Phật thì lo tu. Còn nào là mấy cái tuổi nhỏ nhỏ sau này đó, nào là
cần sa, ma tí, ấp huyện gì đủ thứ ra. Người nào là đầu xanh, đầu đỏ gì, tôi chạy dọc đường mà tôi thấy mấy đầu vàng, đầu đỏ là tôi gặp ốc tôi nổi. Thấy cái làm như là phát sợ liền. Dạ, bây giờ quá quậy rồi. Dạ. Mấy đó mà đụng tới nó hốt mình liền, hốt thiệt à, chứ không phải giỡn đâu. Dạ, chú dòm nó cũng hốt chứ nữa. Nó mà đụng dòm nó thôi. Là dòm cái mặt nó là mặt ma rõ ràng. Cho nên quý vị mình cũng ráng nhẫn nhục, ráng lo tu đi. Chứ tụi tôi dòm thấy chăng. Mình nói gần gần thôi, ở sớm mình thôi. Ở sớm mình thôi mà cái người mà không tu đó, là quý vị giờ quý vị biết ra nó lộ cái tánh ma quý vị biết ra. Bởi vì nó sống á, nó sống là nó chỉ bảo thủ, nó chỉ biết mình nên nó thôi. Ai chết ai kệ ai, nó không có ngó tới đâu. Hay quá. Cho nên là nửa đêm mình có chết thì nữa nó cũng không có tiếp mình đâu. Chờ tới sáng hay tính sao. Dạ. Đúng rồi, nói gì đó chứ từ. Chứ không phải như đời xưa mà đời xưa mà như đời ông bà cha mẹ mình đâu. Bây giờ nó kỳ lắm, bởi vì nó sống theo cái thời đại văn minh. Bởi vì cái văn minh á là sửa mặt sửa mày, áo quần láng mướt, ngày rày ăn chơi, dọn xem hình dốc lả lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Thì mấy cái điều đó Đức Thầy đã chỉ cho mình biết hết rồi. Đầu xanh, đầu đỏ, đầu vàng, đầu đinh gì đó là tàn là nó không đó quý vị. Tàn là ma không đó. Cho nên tôi thấy cái lúc này tôi cũng rất là lo cho bà con, là lo cái chỗ này nè. Nhiều khi trong cái gánh họ luôn, rồi trong một cái gia đình luôn, là chỉ có một người tu thôi. Cho nên tôi cũng thường nhắc nhở nói với bà con mình ráng ráng là buộc dây cho chắc nè, mà cầm sào chì chí nha. Chứ bởi vì có mình nên mình nhiều khi nó đông quá nó tấn công mình chịu không nổi chốc gấu á. Rồi cho nên tôi mới dặn quý vị là khi nào chịu không nổi điện cho tôi hay. Rồi tôi sẽ tiếp cho, chứ đừng có để nó tấn công mà chốc gốc cái uổng lắm nha. Nhiều vị điện về tôi than thấy tội nghiệp. Trời ơi, sao mày ngu quá, mày có tiền, mày giàu có, mày không ăn nhậu, mày chơi cho đã, đặng chết rồi, mày tu chi mà ăn khổ hạnh, ăn muối, ăn rau vậy, rồi sao sống nổi. Nó cho nên nó kích động như vậy rồi, nhiều khi quý vị không có hiểu rồi, cái quý vị nghe lời theo nó là cái như thất bại 100% đó nha. Bởi vì đó là ma không đó. Ma nó kích động mình để cho mình chán, để mà mình nghỉ tu rằng mà nó dẫn mình đi theo con đường của nó. Cho nên xin thưa với cô bác anh chị em mình nên ráng nghiên cứu và suy nghĩ cho kỹ. Nó nói gì nói kệ nó. Mình cứ việc là mình tu, mình lo mình tu đi. Bởi vì Đức Thầy có dạy mình rồi là chắp tay niệm chữ Di Đà. Lòng ta biết ai mà mặc ai. Mình chỉ biết mình là người tu và người tốt, chứ không có cần nó khen hay hoặc là đừng có nghĩ gì trên. Dạ, khen chê mặt tình hết chứ tư. Ừ. Rồi mình cứ việc là cái đường đạo mình cứ việc mình đi tới hoài đi, rồi chừng nào là nó thấy được cái nó đòi tu, cái lúc đó mình hãy dẫn nó đi. Mình hãy dẫn nó đi là lúc đó là mình độ nó. Còn bây giờ nó nói cay nói đắng gì mình ráng chịu đi. Bởi vì mình đã quyết định cái con đường của mình rồi thì không bao giờ thay đổi. Đừng có nghe nó xúi dục, nó nói tầm bậy tầm bạ này kia rồi nản lòng. Bởi vì trong cái thời gian để tôi kể lại cái đoạn đường mà tôi tu lúc là cả khoảng 5.170 mấy cho quý vị nghe. Kêu bằng nó nói tôi là kêu bằng là nó nói là không biết đường trả lời luôn đó. Bởi vì lúc đó mình cái đạo mình còn yếu. Cái xử lý mình hiểu nó còn cạn còn yếu, thành ra nó nói nhiều cái tôi nản mà tôi muốn nghỉ tu luôn. Cho nên nhờ cái gốc mình nhiều đời nó sâu rồi, thành ra nó không có chốc gốc được. Thời gian cơ bằng nó nói tôi cơ bằng là đủ thứ trên quý vị ơi. Cho nên tôi ráng kiên trì và để tôi bường qua.
rồi trải qua nghe là mười mấy hai chục năm cái tôi thấy nó tu lai rai theo, tôi thấy tôi mừng rồi, bởi vì nếu nó tu theo mình là nó bớt nói rồi, thành ra nó tu lai rai theo, tôi thấy tôi mừng. Đó, như vậy đó mà bắt đầu là tới giờ này đó, tôi tu bây giờ là tính ra là gần 50 năm rồi đó, mà giờ này còn bị nó theo đẻo hoài, nó khảo hoài thôi chứ. Bởi vì trong cái lúc mà tôi phát nguyện đó, bởi nhiều khi mà nó tấn công tôi mới nhớ lại. Tôi phát nguyện là tôi sẽ trả một kiếp này cho hết nghiệp, đặng tôi về nhà đi về chỗ khác, chứ tôi không có đồng ý ở cái cõi Diêm Phù Đề này nữa rồi. Cho nên là muốn trả nhiêu trả. Cho nên mỗi khi nó tấn công tôi là tôi nhớ lại câu đó. Để tôi kể cho bà con mình nắm vững cái chỗ này nha. Cái chỗ này là hay nhất nè nha. Bởi vì khi mà mình phát nguyện mình tu rồi đó, thì tất nhiên là ở dưới cõi Diêm Vương á, người là cái ông vua cõi Diêm Vương ở dưới, ổng mới báo tin cho các quan hồn mà mình đã sát giết nó trong nhiều đời đó, nó chờ mình dưới. Ổng sẽ báo tin cho nó biết là cái tên nổi này người ta đã tu rồi nha, người ta đã sám hối, người ta phát tâm là tu rồi, là cái tên nổi này là dời về Tây Phương rồi chứ không có còn xuống đây nữa nha. Cho nên quý vị nào muốn trả thù thì lên cõi Diêm Phù Đề trả thù, chứ người ta không có xuống đây nữa đó, cho quý vị hay nha. Rồi bắt đầu là nó nghe nói vậy, bắt đầu nó mới lên, nó lên nó mới đầu nó nhập vô ở sớm, nó chọc mình là nó làm cho mình là nóng giận, rồi mình nhịn được, nhịn được cái bắt đầu nó nhập vô vô con mình hay hoặc vợ mình vậy đó, càng ngày nó càng nhập sát vô, nó làm đủ cách để cho mình nóng giận, đang cho mình nghỉ tu mà đặng nó hốt mình xíu đặng trả thù lại. Cho nên quý vị mình nên nhớ cái chỗ đó, nhiều khi nó nhập vô con mình nè, vô vợ mình nè, vô chồng mình nè, nó nói những cái tiếng nói là làm cho mình biết lỗ tai luôn. Cho nên mình biết á, mình ráng nhịn á, bởi vì Đức Phật thầy đã cho mình biết rồi là việc chi dù ở trần gian là điều quyến hoặc chớ mang nơi lòng, Quá hay. hoàn toàn là quyến hoặc giả dối không à. Cho nên nó nói phải nó quấy gì kệ nó, mình cứ việc giữ tâm thanh tịnh của mình niệm Phật mình đi tới hoài đi, tôi cứ việc đi tới hoài, rồi nó làm đã lát nó đói nó mệt nó về, chứ không lẽ nó đứng đó hoài. Dạ thì rất cảm ơn chú Tư. Qua những phần trình bày trên, thứ nhất là nói về là những ngày Tết cho bà con biết để tránh ngừa giật. Cái thứ hai là nói về phương pháp vô thường. Thứ ba là chú Tư đã nói về là phương pháp nhẫn nhịn, nghiệp nghiệp đến ông nhồi quả cho người hành đạo, đến nguy nàn thối chí cùng chăng, nếu bền lòng thì dĩ quả cao thăng, chứ chẳng chứ bỏ bỏ dạ bỏ lòng chẳng Phật thánh. chẳng chặt dạ vô lăng Phật thánh. Dạ thì chú Tư ơi, thì cho chúng cháu hỏi một câu hỏi cuối cùng để kết thúc đề tài hôm nay. Thì cũng là hiện giờ là cũng là ngày 28 Tết rồi, thì lúc trước á là Đức Đức Phật Đức Thích Ca nó có đi dạo bốn cửa thành là thấy sanh lão bệnh tử, mà ngài đã ngộ được cái chân lý mà tu hành. Vậy ngày nay con có nghe mấy chú nói là đi vào nhà thương là thấy được sanh lão bệnh tử hết, thấy được những cảnh đau khổ hết, đúng không vậy chú Tư? Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Tôi nói quý vị nghe đấy, quý vị hung cỡ nào mà quý vị vô nhà thương rồi là quý vị hiền liền, chứ không nói gì. Quý vị vô đó là đủ cảnh trong đó, cũng như cảnh địa ngục vậy đó, nó đủ cảnh rồi. Đúng rồi. Ghê luôn. Quý vị vô nhà thương rồi lại gan cảnh địa ngục vậy. Rồi quý vị hung cỡ nào nữa quý vị cũng hiền. Dạ, cái gì cũng có vậy. Cho nên là quý vị xét lại đi, xét cho kỹ lại đi, mình sống ở trên đời này mình nghèo mình cũng khổ, mà mình giàu mình cũng khổ, chứ không phải nói mình giàu mình sung sướng đâu. Mình giàu là tất nhiên là mình bảo thủ gìn giữ rồi, hay là cái đầu óc lúc nào nó cũng nát ra, chứ có khi nào mà nó ổn định đâu. Quý vị nhiều khi quý vị ngủ hoàng đêm quý vị không dám ngủ, hay hoặc tính toán ngày mai này làm cái gì rồi năm tới làm cái gì để cho tiền vô cho nhiều. Tôi biết quý vị trơn à, tôi giờ tôi biết quý vị trơn. Y gan Cho vậy, nên y gan vậy. cho nên Đức Thầy đã la quý vị rồi, la cái câu này để tôi nhắc lại cho quý vị nghe: phú quý tạo đời thêm mệt xác,
Ham danh phế đạo chí đâu yên. Quý vị suy nghĩ có phải không? Quý vị ham danh, ham giàu thì cái chí quý vị có khi nào yên không? Tính nát nước rồi. Tôi nói chính tôi nè. Thời gian cách đây có khoảng chừng mười mấy năm nè. Tu chứ cũng còn danh lợi lắm. Bằng đêm mà tôi ngủ mà cái đầu tôi kêu nghe rắc rắc trong nó, quý vị biết. Tính mà cái đầu nghe rắc 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 ở trong cũng như là mọt ăn vậy. Tôi nói có ngày chắc nó nổ chắc tét làm hai thôi. Cho nên đó là từ khi mà tôi buông nó tới giờ là sống khỏe ghê, nằm giữa đường cũng không sợ ai hết. Bây giờ ai muốn vô cốc rồi cứ việc ăn ăn cắp ăn trộm gì cứ lấy thoải mái hay như chú tôi chú Ừ, có gì vẫn lấy đi chuỗi giảng kinh rồi đó quỷ có cái gì thiệt đâu, giữ không có gì thiệt, để cái tâm vô đó giữ chi. Cho nên mình sống là để tôi nói cho quý vị nghe, không có cái gì mà ngon nhất bằng cái tu đó. Tôi nói mạnh với quý vị một câu, tôi cho quý vị làm ông tổng thống này đó, quý vị cũng cũng chưa có hơn người tu, nói mạnh quý vị một câu. Quý vị làm tổng thống rồi quý vị nó chết, quý vị thành cái gì quý vị biết không? Rồi mấy người tu nữa chết thành cái gì? Tại vì quý vị ham danh ham lợi, mà cái nghiệp vụ của quý vị làm gì quý vị làm chứ. Tôi nói thiệt quý vị, tôi nằm giữa đường tôi cũng hơn quý vị, cũng ngon hơn quý vị chứ, đừng nữa ăn ăn mà. muốn ngủ ngủ thôi mới làm cái chứ tôi Quý vị dám nằm giữa đường ngủ với tôi không? Quý vị làm tổng thống quý vị dám nằm giữa đường ngủ với tôi không? Nói chuẩn quan áp thôi, nhóc nhan thôi, chưa có dám ngủ nhà nữa chứ đừng nói tổng thống. tôi chắc là cái Cho nên để nhắc lại rồi kết luận cái đề này là cuối năm bước qua năm mới, năm là đây tới ngày mùng 3, từ 28 cho tới ngày mùng 3 là quý vị nên nhớ là nhà thương không có chỗ chứa. Một là nhậu quậy đâm lộn quýnh lộn, nào là xe đụng, nào là dịch bệnh. Cho nên đây tới ngày mùng 3 là chỉ có 5 ngày thôi, là không không có chỗ chứa đó. Nói gần cho quý vị hiểu vậy thôi. Đáng. Cho nên quý vị ráng tu, ráng là lo tu đi, chứ đừng có bài bố ăn nhậu. Rồi là nhậu vô thì nói chuyện thì thằng nào cũng làm ông nội sao thiện lát quýnh lộn à. Quý vị khi mà quý vị uống rượu vô đó là quý vị không còn cái trí khôn nữa, mà quý vị giao cái sinh mạng này cho mấy con ma hết rồi, quý vị không có còn làm chủ được. Cho nên muốn ăn sao ăn, muốn nói sao nói, rồi chút nữa đâm người ta chết rồi vô tù, rồi lúc đó ngồi nằm gác giò chán lúc đó. Lúc đó rồi. chúng là nhìn giọt chờ chết hơn chứ tôi Cho nên để nhắc đi nhắc lại để cho bà con mình nhớ để lo tu đi, rồi mình mới có thể thoát khổ được. Thì cái đề tài này là quý vị mà bước qua cái năm mẹo tới đây đó, là mình sẽ sống vất vả và khổ dữ dội luôn. Tại quý vị không có biết đó nha, chứ mình sẽ khổ dữ lắm đó. Để khuyên quý vị mình ráng tu với mấy cô, mấy em, mấy cháu đồ này kia đó, anh chị rồi đó, mới mới phát tâm tu đó, vì cái sự hiểu còn yếu, cho nên bị cái sự đe dọa nó tấn công. Cho nên ráng bình tĩnh rồi để vượt qua nha. Bởi vì nhiều khi ở trong nhà mình 5-10 người, có mình nên mình tu à, cũng bị nó tấn công nữa. Tôi nhiều khi mà tôi đi đám giỗ, tôi ngồi tôi ăn cơm của mình nên tôi như ông vua vậy. Tạng ăn mặn không có mình ăn, mình ăn chay ăn có mình ăn này như ông ăn 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 một mâm luôn. vua. Thấy nó cũng đã mình, bởi vì mình là chắc cũng là ông vua vậy mới được ăn mình ăn chứ đâu phải tài thường đâu. Cho nên vừa vừa ăn mà vừa thắc cừ, thì cũng khuyên quý vị mình nên ráng cố gắng để vượt qua. Rồi tới đây để kết luận cái đề tài này, để năm cũ bước qua năm mới, để chúc cho quý vị được bình an hạnh phúc và ráng tu hành tinh tấn cho tới ngày thành công viên mãn.